Làm sao để chiến lược không chỉ là vấn đề của người lãnh đạo mà sẽ trở thành mục tiêu, nỗ lực hàng ngày của mỗi con người trong tổ chức? đâu là phương pháp để hoạch định và triển khai chiến lược một cách thông suốt và đồng bộ. Đây cũng là chủ đề chính của hội thảo quốc tế được đồng tổ chức bởi Balance Scorecard Việt Nam, đối tác độc quyền của Balance Scorecard Hoa Kỳ BSI tại Việt Nam và trường doanh nhân Base vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24 tháng 10 năm 2015 nội dung của hội thảo không chỉ để trả lời những câu hỏi lớn về vấn đề chiến lược xưa nay mà còn là một buổi đào tạo chiến lược thực thụ cho lãnh đạo với sự tham gia của hai diễn giả uy tín hàng đầu thế giới về chiến lược đến từ viện nghiên cứu bsi của hoa kỳ đây cũng là cơ hội để các nhà lãnh đạo các nhà hoạch định chính sách các doanh nhân hàng đầu đến từ các tập đoàn các công ty trong và ngoài nước các nhà nghiên cứu kinh doanh quốc tế đại diện các tổ chức quốc tế cùng gặp gỡ giao lưu và tìm hiểu các giải pháp chiến lược trong thời đại nền kinh tế có nhiều thay đổi như hiện nay